Quý vị và các bạn thân mến, cũng như các kỳ nghỉ lễ khác, thì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là dịp để mọi người lựa chọn du lịch cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay được xem là cơ hội để thúc đẩy các hoạt động du lịch tại các địa phương. Tại thành phố Cần Thơ thì mặc dù thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay, tức là trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay thì không mấy thuận lợi, thế nhưng theo ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố thì vẫn có những tín hiệu hết sức khả quan. Lựa chọn thành phố Cần Thơ là nơi để tham quan nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay. Anh Phạm Văn Mitson đến từ tỉnh Trà Vinh rất hài lòng về các sản phẩm dịch vụ du lịch tại xứ sở Tây Đô, trong đó có điểm lưu trú này. Thứ nhất là khách sạn Mường Thanh là một khách sạn 5 sao mà có view đẹp. Thứ hai là giá cả cũng phải chăng, cho nên là mình nên chọn khách sạn này mình ở. Theo đại diện khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, công suất phòng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 đạt khoảng 80% và sẽ duy trì tỷ lệ này đến hết kỳ nghỉ. Cùng với việc tăng cường công tác phục vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách lưu trú thì đơn vị đặc biệt không tăng giá phòng vào dịp lễ này. Cái lượng khách đến với Cần Thơ nói chung và đến ở lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ cũng rất là khả quan. Kế hoạch thì chúng tôi đã sẵn sàng phòng ốc, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như con người để sẵn sàng để đáp ứng tối đa cái nhu cầu của khách trong cái dịp lễ này. Theo đại diện làng du lịch sinh thái Ông Đề ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, chỉ trong buổi sáng đã có khoảng 400 khách và dự kiến sẽ có khoảng 700 đến 1.000 khách trong ngày đầu nghỉ lễ. Bên cạnh không tăng giá vé vào cổng, dịp lễ này, đơn vị cũng đưa vào khai thác vườn dâu Hà Châu, một đặc sản của huyện Phong Điền, đang vào mùa chín rộ. Điều này đã giúp cho nhiều du khách như chị Nguyễn Thị Hậu đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy vui vẻ và thích thú khi được tự tay hái trái và thưởng thức dâu ngay tại vườn. Mình sống ở trên thành phố thì những cái trải nghiệm như thế này nó rất là hiếm, nên là được về đây mình cho con mình trải nghiệm nữa thì nó có cái kỳ nghỉ lễ rất là ý nghĩa. Bên cạnh đó những cái dịch vụ vui chơi giải trí như bơi xuồng nè, rồi tắm hồ bơi nước sạch nè, trò chơi dân gian là trên cạn dưới nước, và đặc biệt nữa là không thể thiếu đó là bánh dân gian. Những cái dịch vụ khác kèm theo nữa là nghỉ dưỡng tại Ông Đề cũng đang phát triển. Nếu mà đây tới hết lễ thì nói chung là Ông Đề có thể là đón được khách khoảng từ 3.000 là nói chung là đạt. Còn theo Viettravel Cần Thơ, nhu cầu khách đi du lịch dịp lễ 2 tháng 9 năm nay tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách đến với Tây Nam Bộ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Viettravel Cần Thơ cũng đang tiếp tục triển khai chương trình tour không đồng với tên gọi Free Walking Tour, khám phá Cần Thơ như người bản địa vào lúc 16 giờ thứ Bảy hàng tuần. Trong những ngày nghỉ lễ thì Viettravel mở cửa xuyên suốt nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt cũng như là đáp ứng nhu cầu đăng ký tour du lịch của du khách. Bên cạnh đó thì các hoạt động truyền thông tiễn đoàn khởi hành trong các ngày lễ thì cũng góp phần tạo không khí vui tươi hào hứng cho chuyến đi. Với những tín hiệu khởi sắc trong ngày đầu nghỉ lễ, ngành du lịch thành phố Cần Thơ được dự báo sẽ đạt nhiều kết quả khả quan vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay.